Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, mang thai là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với mỗi người phụ nữ. Và các mẹ đừng quên lưu lại những khoảnh khắc quý giá này bằng cách lưu giữ những bức ảnh để làm kỷ niệm nhé. Thực ra thì chụp ảnh trong thời gian mang thai thì không quá ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên là cũng có những lưu ý nhất định về thời gian chụp ảnh bầu để có được một bức ảnh đẹp nhất, hoàn hảo nhất và an toàn cho em bé. Mời các bạn cùng theo dõi video sau đây. Thời gian nên chụp ảnh khi mang bầu. Mỗi mẹ bầu có sự thay đổi về ngoại hình khác nhau, đặc biệt là hình dáng bụng bầu. Tuy nhiên, để chụp được những bức ảnh bầu đẹp, các mẹ nên chọn thời điểm khi bụng bầu đã nổi hẳn lên. Bạn không nên chụp ảnh bầu khi mới mang thai vì theo kinh nghiệm dân gian, đây là khoảng thời gian nhạy cảm, không nên vận động mạnh, đặc biệt là không thông báo, chụp ảnh cho mọi người biết để đảm bảo sự an toàn cho em bé. Mặt khác, giai đoạn đầu mang thai, mẹ bầu khá mệt, cũng khó có thể bắt nhịp với các tư thế tạo ảnh, chụp ảnh. Hơn thế nữa, thời gian này bụng bầu lộ rõ, việc chụp ảnh lưu giữ bụng bầu sẽ làm mất đi phần ý nghĩa. Bạn cũng không nên chụp ảnh khi mang bầu quá lớn hoặc sắp đến ngày sinh. Ngoài yếu tố an toàn thì trong thời gian này bụng bầu đã đạt được kích thước tối đa, khá lớn nên nếu chọn chụp ảnh sẽ không quá đẹp so với khoảng thời gian khi các mẹ đang ở giữa thai kỳ. Theo các chuyên gia nhiếp ảnh, mẹ bầu nên thực hiện những bức ảnh vào tuần thứ 32 là ý tưởng nhất. Lúc này bụng bầu đã nổi lên rất đẹp nhưng không quá to, khiến mẹ bầu nặng nề trong việc di chuyển. Một lưu ý nhỏ cho các bà mẹ đó chính là nên lựa chọn thời gian chụp ảnh gói gọn trong một buổi sáng hoặc chiều, tối đa là một ngày. Không nên kéo dài thời gian chụp. Nguyên nhân là bởi phụ nữ mang thai thường mệt mỏi, chụp ảnh tạo dáng quá lâu sẽ khiến bạn nhanh chóng xuống sức. Với nhiều năm kinh nghiệm, Yêu Media tự tin sẽ mang đến cho các bạn được những bức ảnh bầu đẹp nhất, hoàn hảo nhất, những khoảnh khắc đáng quý nhất. Hãy liên hệ ngay đến Yêu Media để được tư vấn kỹ càng hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.